cháu chiến kiểu tóc gì đấy? Đây ông chú ơi. Đây đây à? Đúng rồi ông chú ạ. Đúng như kiểu này đây. Đúng rồi chú ơi. Không khác tí nào gì. Đúng rồi. Đây nha, chú đang muốn quả xoăn cho ông cháu đây nhá. Ok ông chú. Ông cháu chờ kết quả nhá. Ok ông chú. Tối ông cháu đi đâu chơi đấy? Đi chơi với người yêu ông cháu ạ. À, đi chơi người yêu à? Ok ông cháu ơi. Thế biết đi đường yêu đi ăn món gì đấy? À, bún đậu mắm tôm. À, bún đậu mắm tôm mà đúng món chú cũng thích rồi, tí cho chú đi ăn với nhá. Ok luôn. Ok ông cháu ơi. Dậy đây ông cháu ơi, xong rồi đấy. Quả đầu lúc ấy cháu đưa cho ông chú xe nấu nhỉ? Đây này ông cháu này giống không? Ôi để cháu đi kiểm tra đã. Ờ cháu soi đi xem có giống không? Đây vợ quay ra cho ông cháu xem. Giống không? Không giống rồi. Ủa, rồi giống thế mà cũng giống. Thôi cháu không trả tiền đâu, cháu đi về đây. Giống như đúc đi mà cũng giống. Không giống đâu. Ông cháu đi về, ông cháu hỏi bu má xem nếu mà giống thì trả tiền nhá. Ok ông chú ơi. Thế bây giờ đi về đợt à? Không trả tiền đợt à? Luôn ấy, không trả tiền đâu. Ờ cái thằng này. Nó về đợt đó. Giống thế mà ông cháu cũng giả mình kiện bực mình thật đấy. Ông chú ơi. Sao đây, sao lại quay lại à? Lúc anh cháu đi hỏi bố mẹ thì bố mẹ cháu hỏi là giống y đúng rồi. Đây à? Cháu trả cho tiền. À bao nhiêu nhỉ chú nhỉ? Của ông cháu 500. Đây cháu bao chú 200 luôn. Bao chú 200 là 700 à? Đúng rồi ông chú ạ. Đã bảo giống như lúc rồi kêu không giống. Ok chưa? Ok luôn chú ơi. Làm xong ta tiếp nhá. Ok luôn chú. Đấy giống như thế rồi, thôi về đi nhá. Ok chú. Anh yêu ông cháu bao chú 2 lốp đấy nhá, là 7 lốp nhá. Ok bye chú nhá. Bye em cháu.